Xin lỗi mọi người nha, mình hơi mõm tí nha. Mọi người thông cảm cho mình tí nha. Đấy giờ làm gì có 2k đâu, mọi người xem lại đi, có K9 kìa. Cái này không phải lụt nha bạn, cái này nó dạng như kiểu là thủy triều lên á. Ui ui ui, cái ông kia ông đi nhanh thế. Ghê quá. Đúng rồi, chiều cường nha mọi người. Tôi không bơi đâu, bẩn lắm. Hello mọi người nhá. Cái này không, cái này ở Cần Thơ nha bạn. Ôi rồi, nhìn xe, nhìn cái xe này. Ôi rồi, ngập này. Trôi luôn xe rồi mọi người ạ. Rồi, anh ra kia. Ôi ôi rồi kìa. Tội anh ấy qua nhưng mà thôi kệ. Rồi, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai điên đó là không muốn về á. Chào bạn Hoa Trương Ngọc. Đấy, mình xin trả lời với bạn là nước ở đây là nước lợ nhá. Mình chưa thử nhưng mà mình biết ở đây là nước lợ. Chính xác rồi. Nước nó đang lên đó bạn. Hỏng cả xe luôn rồi. Này, xe đi quá trời, như kiểu đi như kiểu tàu ngầm vậy á. Ở đây là đường Cách Mạng Tháng 8 nha bạn. Không phải đường Lý Tự Trọng đâu ạ. Đường Cách Mạng Tháng 8 nhà mình á. Hello Tú Trinh nhá. Hello mọi người, mọi người nhớ follow mình nhá, để mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Ngày mai mình sẽ cập nhật tin tức nóng nhất của Cần Thơ cho mọi người xem. Đúng rồi, Cần Thơ nha mọi người. Hello anh Đình Bảo, em ở Cần Thơ này. Mọi người thấy gì không? Đây là biển Cần Thơ á. Dân ở đây người ta rất là vui, sống hòa nhã. Nước to như thế này mọi người thấy không? Vẫn đi chơi bình thường. Rồi, mưa luôn rồi. Chính xác. Hôm nay nước cao hơn mà anh. Chiều cường dâng ở Cần Thơ này. Ôi rồi con bò tót này. Ui rồi. Đi vây té hết người ta chứ mà. Ui rồi. Nói thật với bạn như là dân Ba Ke này, dân Nam này, dân Bắc hay là nó đều là ở Việt Nam hết. Mọi người đừng có suy nghĩ là dân Ba Ke các thứ nhá. Có tiền, bây giờ là người ta cứ có tiền người ta làm được. Đấy, mình không có tiền mình không làm được thì mình chịu thôi. Đúng rồi đấy. Ý là Ba Ke nó dạng như kiểu mình không biết, mình không dám nói Ba Ke là gì. Ý là kiểu như là dân ở các nơi ở đây họ về làm ăn ấy. Tại vì đây là ôi ở đây là thành phố á, cho nên là không thể thiếu những người ngoài di cư vào trong này làm được. Ở đây là Cần Thơ nha bạn. Ôi trôi mũ bảo hiểm đi rồi, chết rồi. Ở đây Cần Thơ nha bạn. Thôi mọi người bỏ qua cái câu chuyện mà vùng miền đi mọi người. Tại vì cũng là con người, cũng là người Việt Nam. Đấy, làm việc làm ăn với nhau, nhiều khi mình còn phải hợp tác với nhau làm ăn mà.
Dạ như kiểu là không bạn đố thầy làm lên ấy. Ôi chết máy tội quá. Cái này là dạng như kiểu thủy triều nó lên á. Hello mọi người nha. Đúng rồi mọi người. Tại vì thứ nhất mọi ở như ở quê á, mình không nói phải, không phải nói ít hay nói sai nhá. Như ở quê thì có thể là anh em, có thể cô bác, chú gì gần nhà nhau có thể giúp đỡ, nhưng mà về ra thành phố ở với nhau thì người này ở có thể là hai nhà chung gần nhà nhau mà chưa chắc gì đã biết mặt nhau đâu, đúng không? Thế cho nên là bảo là giúp đỡ thì làm sao mà giúp đỡ được, khi mà chỉ có giúp đỡ người trong nhà thì mới là dám giúp đỡ thôi, còn đi ra ngoài bây giờ hở ra tí là mất trộm các thứ nguy hiểm. Ai đi làm xa nhà cũng phải biết là mình phải tự chủ, mình phải bảo vệ bản thân mình á. Mình ở Cần Thơ nhá bạn. Ở Ninh Kiều, Cần Thơ nhá. Rồi đây là xe, cái con xe đi này. Hello mọi người nhá. Hello 2k người xem nhá, chào mọi người. Không đâu bạn ạ, Cần Thơ bây giờ hiện tại là người ta đang giá cao lên. Cao lắm. Hello Vũ Ông, anh Ngọc nhá. Mình vẫn đang tuyển thợ bình thường. Hello Ninh Kiều này, chào tất cả mọi người nhá. Anh em nào 6 năm Cần Thơ thì đi qua. Hello mọi người, hello mình cái nhá. Hello, Hesley. Đúng rồi ạ, Cần Thơ. Đây là đường Cách Mạng tháng 8. Đây mọi người để ý cái cell phone S này. Đấy, có ghi địa chỉ luôn, 133 Cách Mạng tháng 8. Hết. Cell phone kế bên khai trương rồi nha bạn. Mọi người ghé nếu mà mua điện thoại hay làm gì ghé qua cell phone này mua đấy. Đúng rồi, đường Mậu Thân cao lắm. Hello mọi người nha. Khoai to. Khoai tây to lò xo cứng. Cần Thơ có biến Ninh Kiều ngó qua ngó lại ỉ nhiều hơn dân. Là sao nhỉ bạn nhỉ? Quay đi quay lại, chịu lại lên. Mình thì ôi chết máy rồi. Mình thì không phải là một người giỏi giang, mình cũng chỉ là đi làm mướn, đi làm công nhân thôi. Chính xác. Cái này ở bến Ninh Kiều nhá mọi người nhá. Ai mà ở Cần Thơ thì biết chỗ này à? Tại vì thứ nhất ở đây á, ở đây nó chỉ có bị mỗi một tháng này thôi, còn lại nó không bị nữa. Ngày mai tôi quay cho mọi người xem nha, nó có bị gì đâu. Chấp nhận rồi, bây giờ người ta đi làm ăn kinh tế á, mấy cái mùa nước lũ như thế này người ta phải sinh sống rồi. Sống với lũ có tầm mười mấy ngày à. Nước ở đây nó chỉ có tầm mười mấy ngày thôi. Là chết máy hết rồi với nhau này. Trời ơi. Lần trước thì có xe cứu hộ mà bây giờ đi qua không thấy xe cứu hộ đâu nữa rồi. Đúng rồi. Mọi người biết chỗ khu Cồn Khương ở Cần Thơ không? Này con X-Side nó còn chết máy, huống chi là mấy con cây tay ga này. Chỗ mình đang mưa nhá. Mới mưa à? Như mấy con xe mà cổ thấp như thế này này. Như mấy con xe cổ thấp như thế này là nó chết máy rồi đấy. Chưa sao.
À, biển này, nước vào nhà hết rồi này. Hello mọi người nha, hello Đặng Toàn nha. Hình như là ngày mai không ngập nữa bạn ạ. Chào tất cả mọi người nhá. Hello Hesley. Ơi bạn kia là bạn con gái, mình cứ tưởng con trai cơ. Thương Cần Thơ quá, đúng rồi. Hello mọi người nha. Bạn nào đang xem livestream mình nhớ là bạn nào đang xem livestream mình nhớ follow mình nha, để mai mình sẽ cập nhật cho mọi người xem tin tức ngày mai. Trời trời. Anh mấy anh cha này cứ toàn chửi em rồi. Nhé bụp cho cái. Comment đi, comment đẹp đẹp lên tí trời. Xin lỗi mọi người nha, nhiều người cứ comment chửi mình chửi lại á. Hello Vi nha. Vi ơi lạnh qua mình chơi nha. Mình ở Cần Thơ nha bạn. Hello 2K1 người đang xem nha. Này là đường ở cách mạng tháng 8 nha bạn. Trời ơi xe máy chết liên tục rồi. Kinh khủng khiếp. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Tiếp đi mọi người. Đấy ai mà nói tiếp được câu đấy là hay nè. Cần Thơ có bến Ninh Kiều quay đi quay lại thủy chiều lại lên. Đúng rồi, mưa lớn quá. Mấy con xe ô tô mà bạn đi xe, đi ô tô đi qua cái đường này mà nó ngập vào tận ô tô luôn mà. Xe chửi cút về ngoài Bắc. Sống trong này cả mười mấy năm rồi. 10 năm người ta kỷ niệm như thế bảo cút về thì cút sao được. Tội lệ lệ với ông comment hiểu lấy. Hello Mỹ Khánh nha. Chào mấy thằng Hoàng Phong Mỹ Tho nha. Xác rồi, người ta đang gửi những lời yêu thương cho nhau, các ông vào chặt chém quá. Cứ chửi tôi đi. Các ông bằng tôi chưa mà các ông chửi tôi. Ô Sài Gòn có lạnh rồi à? Sài Gòn đâu lạnh đâu. Mình ở Cần Thơ mà. Ma đi. Ôi trời. Đây thì hóng nước nè. Chính xác rồi. Không phải là quá chán đâu anh ạ. Tại vì nó cũng có một vài lý do gì đấy. Ở Cần Thơ, thành phố Cần Thơ là thành phố nước trũng mà. Ở Cần Thơ nha bạn. Ê, Long An nha, chào bé heo nha. Mình sẽ ra mình giúp bạn kia nha. Em xuống dắt xe bảo bạn kia sang đây đứng này. Đi, gọi đi. Đấy, dắt xe cho. Bảo bạn đi sang đây ngồi này, nước nó bắn tốt thế. Ôi, cởi giày ra, phép mẹ. Đàn ông con trai gì. Đi, gọi bạn đi sang đây đứng cho. Thì gọi bạn áo, bạn cặp hồng ơi, các thứ. Đây để mình sẽ mời bạn ý vào nhá.
đến tôi. Khổ má tôi Bắc Kỳ đấy. Nhưng mà tôi lại thích ở Cần Thơ hơn đấy, làm việc nhau. Tại sao tôi không ở Sài Gòn, tôi không ở Hà Nội đấy, tôi đã đi vào Cần Thơ. Tại vì ở đây là người ta bảo là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đó lòng không muốn về nữa. Đấy, tôi bây giờ tôi lại thích ở Cần Thơ hơn ở các chỗ ở tỉnh khác đấy. Kiểu thế. Dạ đúng rồi chị ạ, hôm nay Cần Thơ mưa. Hello mọi người nhá. Nói chung là ở trong này mình thấy cảm thấy mọi người thân thiện lắm. Như thế rồi mình sẽ quay cho cô bán. Cô bán cái gì rồi nhỉ? Bắp xào. Cô bắp xào ơi, cô bắp xào mấy giờ cô nghỉ á? Đấy người ta. Tí cô đi sang đây con ủng hộ cho cô mấy hộp nhá. Đấy mọi người thấy không? Chúng chỉ là một người bình thường thôi nhưng mà người ta sống với nhau rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ. Đấy. Chê. Hello mọi người nha, 2K1 người xem, mọi người nhớ follow mình nha. Nếu mà ai ở Cần Thơ thì nhớ ghé mình qua làm tóc ủng hộ mình là được. Nói thật chứ mình ở Sài Gòn, giọng mình là như kiểu là có bố mẹ quê ở ngoài Bắc nhưng mà mình để mình sinh sống, mình được làm việc ở ngoài Sài Gòn xong mình về đây á. Khổ quá. Kêu bé vào nha anh em cái, mấy bạn gọi kìa. Đó. Đi kêu vào đây để cho bạn đứng ở đây vào ngồi. Đấy, đi kìa, kêu bạn vào đi. Đây này, đây có một bạn ga lăng à. Như kiểu mưa này. Mưa em. Mưa ngoài mưa lắm. Để em đây này. Để anh không? để mình ra dắt xe cho bạn nhá. Đây, mình sẽ xuống dắt xe. Đây mình dắt xe cho. Đi đây để mình đủ. Đừng muốn quay con nhá. Không quay rồi. Ở đây là đường cách mạng tháng 8 nha. Đây là xong cách mạng tháng 8 rồi. Đúng rồi, bên mình làm tóc nam nữ hết á. Thấy chưa? Thấy tôi uy tín chưa? Good boy, good boy. À. Good boy. Em vào nhà ngồi đi em. Đó, bảo bạn ngồi đi em. Đây, lên đây đứng này, lên hẳn lên đứng này. Có xe chết tắt à? Ủa, xe sao nước vào không có lần vậy? Sao nước vô trong đèn thế vậy? Đấy mọi người thấy chưa, mọi người khen mình quá trời kìa. Ôi, 260 xem luôn kìa. À, mình ở 127 cách mạng tháng 8 ạ. Hello mọi người nha. Đấy mọi người cứ vào chửi mình đi. Đúng rồi, phải nhiệt tình lên. Phải biết yêu thương và biết giúp đỡ người khác.
Rồi mình sẽ cho mọi người xem khung cảnh ở dưới biển như thế nào. Giới thiệu mọi người, đây là biển Cần Thơ nhá. Ở dân ở đây mọi người ta rất là sống tình cảm. Mưa to như thế này người ta vẫn đi ra ngoài đường. Sướng rất là sướng luôn. Úi giời. Này thì review cho mấy bạn con xe này, nhìn thấy chưa không? Ôi, ôi, ôi. Bắn nước nó bắn. Úi giời.